Chào mọi người, hôm nay chúng mình sẽ cùng vẽ thử giấy vẽ màu nước Layton. Đây là thương hiệu mới ra mắt tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Màu hôm nay mình sử dụng là hộp chiếc lẻ màu nước Sennelier, hàng họa sĩ 12 màu. Các bạn có thể tìm mua tại cửa hàng taybot.com. Đây là 12 màu có trong hộp. Bên trong tặng kèm cả cọ nước, rất tiện dụng. Tập giấy mình chuẩn bị vẽ có dạng block mặt hot press. Nó được hồ keo cả bốn cạnh nên khi vẽ bạn không lo giấy bị cong vênh. Còn đây là con dao nhựa hình chiếc lá xinh xắn. Tặng kèm khi mua block giấy này, nó có chức năng rọc giấy dễ dàng và không làm hư giấy. Mình sẽ chỉ dùng tới nó sau khi vẽ xong bức tranh. À, sẵn tiện, mình chỉ bạn cách dùng dao nha. Bạn thấy khoảng hở nhỏ này không? Mình cho dao vào, rồi rạch vòng quanh. Bạn cứ rạch thoải mái, không lo giấy bị hư đâu. Thank you.
Wow, xong rồi nè. Bạn thấy màu vẽ trên giấy tươi tắn và hấp dẫn không? Không biết có phải vì món ăn không mà mình thấy đói bụng rồi nè. Chắc phải đi ăn thôi. Tạm biệt các bạn nhé. Nhớ subscribe kênh ủng hộ mình nha.